Khê Bùi xin chào cả nhà nha. Tối nay Khê Bùi chỉ ở nhà một mình thôi, nên Khê Bùi sẽ tự nấu chút xíu cái gì đó để ăn coi nè. Khi Bùi chuẩn bị rửa pha lang nè. Giờ thì nồi khoai lang đã được bắt lên bếp rồi. Khi Bùi đang đâm chén muối ớt nè, để chuẩn bị ăn cóc và ăn ổi nha. Cả nhà mình có thắc mắc ở đâu cóc, ổi và khoai lang Khi Bùi có không? Vậy thì hãy cùng Khê Bùi tiếp tục xem nào. Khê Bùi chào cả nhà. Bây giờ mình đi thu hoạch ổi đây. Trước tiên thu hoạch ổi, Khê Bùi sẽ quay cho cả nhà mình xem cốc nha. Theo yêu cầu của nhỏ bạn ra thăm vườn thì phải có chén muối ớt ha. Chút xíu nữa Khê Bùi sẽ làm chén muối ớt ốc nè cả nhà ơi. Đây có hai trái, mình cắt hai trái này đi, ba trái lận cả nhà ơi. Rớt xuống đây nữa nè. Dạ một em này tim, hai em này nữa, được thêm mấy em này nữa nè cả nhà, được chưa? Lật nó luôn, cho vô rổ luôn, mấy em này còn non quá. Thôi kiếm những cái trái nào chín hơn nha, ra đây dành đi nè cả nhà. Cái này thì ok rồi ha. Cho nó vô rổ luôn. Cái cốc nhỏ nhỏ xinh xinh của Khê Bùi nè. Trái đó nè. Cái lá nó có nhiều cái lá non lắm, để dành tới đi. Vài bữa nữa sẽ ăn. Đố cả nhà đây là gì? Đây là cái chanh số 8. Bạn Khê Bùi cần, cho nên bây giờ Khê Bùi sẽ thu hoạch cho bạn luôn. Đây nè. Cái chanh số 8 nè cả nhà. Cái này mà hấp gà đồ này nọ ngon lắm nha. Hấp gà, hấp mực đồ này nọ mà cần có nó thì phê lắm. Mẹ cắt mày đi. Khê Bùi thu hoạch cho bạn. Ủi thơm lắm nha cả nhà.
Rồi. Nhỏ này có những trái chính. Quệt luôn. Rất nhỏ. Ớt xương to này. Trái này nó còn ăn được. Đây cái nha. Ớt nè. Đó. Đây nữa nè. Đây là cái đám này khi vừa cũng trong cái đám này khi vừa cũng thấy có một nè ớt nữa nè. Một trái ớt khổng lồ. Lá chanh, tóc, ớt. Khoai lang đàng hoàng nha. Đây nha. Củ bự, củ bự. Hai củ không lâu luôn. Con củ bự lắm cả nhà. Chẳng muốn đứt cái này đâu. Đi củ này bự quá. Không lâu không. Dạ không lâu. Lên 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 lên. Lên. Yeah. Đây nữa. Đây. Cái này không bự lắm nhưng mà đủ sao. Đây ơi, gà khổng lồ nằm ở đây, gà khổng lồ đây nè. Không sao, gà này ăn cũng còn ăn được. Vô luôn, vô rỗng luôn. Nhiều lắm nha. Hả? Yes. Hả?
No, thank you. I did already. I joined already, con. You can have all. That's yours. No need, no more. Love you. Trời ơi. Nó đen quá, cây bùi cũng không biết nó chín không nữa nè. Ổi, ớt, cóc, lá chanh. Này cả nhà. Ổi, lá chanh, ớt. Giờ là lúc khi bùi rửa cóc và ổi nha. Khoai vẫn chưa chín. Giờ khê bùi à, mời cả nhà ăn với khê bùi à, cóc và ổi nha. Trời ơi nó cay nhưng mà nó ngon. Có ai thèm không?
Giờ thì Khê Bùi đã ăn xong cốc và ổi và thời gian chờ đợi khoai chín thì cái nhà hãy cùng với Khê Bùi mình nghe nhạc xíu nha, thư giãn tí nào. Muốn nghe bản nhạc nào cả nhà ơi, nói cho Khê Bùi biết đi. Hi thôi chọn đại nha. Tiếp tục thử khoai xem nào. Giờ thì khoai chín rồi, Khơi Bùi chuẩn bị để lấy ra nha. Giờ ăn khoai cả nhà ơi, ăn khoai với Khơi Bùi nha. Nóng quá, nóng quá. Ngon mà nóng quá. Trời ơi, nó ngọt, ngon quá. Cái bồ rất thích ăn khoai mặn luôn cả vỏ nha cả nhà. Ngọt ngon vô cùng luôn. Tùy theo ý thích của mỗi người ha.
Giờ Khê Bùi nằm thư giãn xíu nha, sau khi đã ăn xong no nê rồi. Vậy trong khi nằm mình kiếm gì xem tí nào?